Đấy. Đoàn mình đi chùa Long Sơn này. Rồi, mấy anh chị đi đua chùa Long Sơn hả? Mẹ lên. Mẹ lên. Mẹ lên. Đi thăm chùa Long Sơn này. Đi chùa nha. Đi chùa. Đi đi, đi chùa Long Sơn đi. À, đi chùa Long Sơn. Đi chùa Long Sơn ơi, cả nhà ơi. Đi chùa Long Sơn. Đây là chùa Long Sơn. Dạ. Dạ. Đẹp mà đứng đây nhiều quá mà quay qua chị Trân vậy. Đi chùa Long Sơn đi cả nhà ơi. Đây là chùa Long Sơn đây. Đoàn mình đang chụp hình này. Rồi, đoàn đông. Vô trong khu vực kia giùm con. Vô trong kia giùm con đi ạ. Đấy, đang chụp hình lưu niệm đây. Rồi. Rồi nhìn đây nha. Một, nhìn đây cả nhà ơi. 1 2 3. Rồi, giờ bắt đầu đi. Đội áo dài đi đi. Đi thành hàng đi cho đẹp. Áo dài đâu? Giờ ai muốn chụp, ai muốn đi chơi thì đi. Đi thăm thì đi. Đúng rồi. Đây là có tượng. Chùa Long Sơn đây cả nhà. Quay đâu?
Đội áo dài đẹp quá. Em mua dù nè. Em mua dù. Thu. Đưa cái dù ra đây cho Thảo mua dù đi. Rồi quá đẹp. Đây kia đây. Rồi tạm dừng video rồi nha. Cảm ơn ạ.